Hello mọi người nhá. Lại là em Thương Gỗ Quý đây. Xin chào mọi người nhá. Thì em vừa về được 36 kg trắc đỏ đen này, review cho anh chị bạn xem nhá. Ok. Đây các bác này. Thì em cho các bác xem, lướt cho bác xem một vòng. Hàng nói chung là ok. Rục có, tươi đẽo có. Sạch sẽ luôn, đẽo thì sạch sẽ luôn. Rồi ok, em sẽ đi vào kích thước từng cục cho anh chị các bạn nhé. Thì cục đây là dài 60. Đường kính chỗ đây là 9 con nu. Cục đây con nu chun sụn các bạn này. Đấy. Nhìn này thôi chứ không phải là thùng đâu nhé. Đấy. Nu chun sụn. Rồi cục đây là dài là 63, đường kính 7. Cục đây dài là 62, đường kính đầu này là 9 x 7 và đầu kia là 6. Đấy, cho các bác xem này. Rồi ok, tiếp theo là cục đây là dài 88 này, đầu này là 7 x 10 và đầu kia là 8 x 6. Ok. Cục đây là dài 1 mét này. Đường kính 6 x 5. Rồi cục đây dài 91, đường kính 7 đây các bác này. Rồi cục đây dài 88, đường kính 7 x 6 và đầu kia là 5. Đéo rất sạch luôn anh chị các bạn này, đéo cực kỳ sạch luôn. Cục đây là dài 90, đường kính 5. Cục đây là dài 69, đường kính đầu này là 7 x 6 và đầu kia là 5. Cục đây là dài 69, đường kính 6 x 5. Cục đây là dài 55 các bác nhé. Dài 55, đường kính đầu này là 9 x 7 và đầu kia là 7. Tí xíu này thôi. Đây các bác này. Đẹp. Rồi tiếp tục đến cái cục rục rác này là dài là 75, đường kính đầu này là 9 x 10. Đầu này là 9 các bác nhé. Vân đây. Đẹp luôn. Rồi cục đây là dài 82, đường kính 7 x 6 này. Cục đây thì cục đây là dài là 63, đường kính 9 x 7. Đây các bạn này. Màu đẹp lắm. Đấy, hơi bị cháy xíu đây thôi. Rồi ok, anh chị các bạn nào thiện chí thì cứ liên hệ cho em số điện thoại 0338918991 nha. Trắc đỏ đen, hàng gỗ quý. Cực kỳ thơm. Rồi xin chào mọi người nha. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nha.